go. Minor poison. Let's go, boy. We can be a legend. Đó, gì đây anh em? Ủa, chơi gì combo kinh vậy? Ông công định chơi chơi cục vậy? Chơi cục vãi. Bandit, ồ đánh nhanh rồi, đánh nhanh rồi anh em. Bắt đầu, grip jab. Grave jab. Oh, giant skeleton. Đấy, phải chơi phải dị, đánh cái lúc phải EQ cao. Rồi là giant. Chơi grave đi, mình nghĩ là. Nhưng mà trong cái bài này bên kia họ không có bọn, à không bọn poison làm sao chơi grave jab được. Bây giờ mà chơi fireball à, chơi grip jab mà chơi fireball thì nó lại dị quá. Ok, mình nghĩ là đúng rồi. Anh em nói đúng. Rồi là Giang, Riot. Biết ngay họ sẽ đặt hút xuống. Họ biết là chơi chơi Royale Giant nên là họ đặt hút xuống thấp. Có ai hít từ rồng. Còn Dark Olimi kia không cần phải đép đâu. Không bao nhiêu, không có nhiều đam. Lightning. Bên kia sẽ có một cú P.E.K.K.A không? Có P.E.K.K.A không? Mình không nghĩ có P.E.K.K.A đâu. Tombstone. No, Infernacy. Infernacy. Không dùng được Lightning nữa, phải đép thôi. Cắn cắn không? Hai bên đang rể dứ nhau, chưa ai muốn Quang bên kia, Tombstone. Họ sử dụng Earthquake này. Bên kia đánh nha. Cú lúc bao. Có 2 hit. Đang phục pha tấn công rất đánh rất hay. Phải nói là những người mà EQ cao như thế này thì pha xử lý của bạn rất hay, đọc bài rất tốt. Một pha combo bên kia, một bandit, một boss, một con Dark Goblin. Phải giết được ngay cái Long Youth. Fireball không phải là Lightning. Đừng để đánh cái thuốc. No way, nó chạy vào trụ rồi. Chết luôn cả con rồng. Một cái bài nó phải hơi tù. Thực sự là bài này rất khó để cho đánh được những cái đích. Legend cần phải có những... Nếu đánh như thế này thì Legend phải có những... Phải có những cái bài nó phải khoan, nó phải dị hơn nữa chứ không phải là... Có Tornado! Mà cứ cấu rỉa như thế này thì Legend rất khó thắng. Legend đánh như nào đây? Phải dùng một bên và phải cân được bên kia. Dark Goblin vẫn đứng đấy. Thôi xong rồi. Bandit! Bandit! Chết đi! Giết của Dark Goblin nào? Đặt sắp vào một chút, thấp vào một chút. Cổ lên đi. Luba. Kể mà để cái con Canon Cat nó lên một chút. Nó coi con Royal Giant nó sẽ bắn. Bắn đi. À. Đó bạn tiếp tục đặt Tombstone thấp hơn một chút nữa. Đẩy lên đi. Ô, con Bandit lại hút quá thế. Đang có lên rồi. Dâm tí. Bọn bên kia mà chỉ có một cái spell kia thôi. Không sợ. Chúng ta cần này đi. Dùng quá. Vẫn có cơ hội ăn được. Đừng để con Giant nó vào trụ.
Fireball Cycle đi, không được, không được, Fireball phải có một cái trụ, bắn được cái phần xì đi, cho Ryan Ryan lên, cho Ryan Ryan lên, bắn được cái phần xì đi. Ơ, sao đổi hướng? À, phải, trời ơi, làm tanh rồi, phải làm tanh rồi. Kanoka đâu? Một hit, không được. Ơ, lát thẻ cuối cùng là gì? Thẻ cuối cùng là gì? Thẻ cuối cùng là gì mình cũng để ý các bạn tới tay tay của Legend. Ơ, Ghost. Oh, ra game. Không phải là một spell. Wow. Oh. Hay quá. Thẻ cuối cùng Tondo à? Phải nói là Legend đánh hay. Legend đánh quá hay luôn. Nãy em xem cũng run, anh ngồi bình luận run vãi. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game tiếp theo. Gì đây? Trận. Tay run quá, nhưng mà đôi tay rất dài. Bắn lên không? Rồng lên rồi. Vẫn giữ deck ư? Không không, mình không nghĩ là giữ deck đâu. Có mega kìa. Tập tôn tôn thấp hơn. Đúng rồi. Có hút thì nó sẽ có phải. Nó không có poison thì cứ đặt xuống giữa thôi. Lại us. Lại động đất. Lại động đất. Đấy cũng không. Giữ đích lại đấy không. Hay chúng ta đang xem một cái gì đây. Ô, có cả Wick. Có Wick. Vừa Fireball ra rồi thì Quick nó hơi bị mạnh đấy. Chúng ta sẽ có Dark Goblin. Olem. Olem. Có Tondo mình không sợ, chúng ta có Tondo cơ mà. Chúng ta có Tondo. Ơi, bắn bóc của Quick đi. Đúng rồi, phải chém ngay Quick. Quick đã bắn vào trong cái rồi. Phải giết ngay được Quick. Quick chết đi. Hay quá. Quick chết rồi, chúng ta sẽ có một giảm một gánh nặng rất nhiều. Bây giờ sẽ là Snowball. Không quan trọng, cũng toàn mini Becca. Mình vừa nhắc mini Becca ở trận nào đấy. Có cả Ewip, họ không có spell. Họ không có spell, họ chỉ có quân thôi. Họ chỉ có quân thôi. Chúng ta có một Fireball sẽ có một lợi thế là rất nhiều của họ. Nhưng mà họ có con mini Becca và con Ewip. Nó một combo mà counter con rồi, hay quá. Chúng ta còn phải xử lý con mini Becca và con Ewip. Phải chắc chắn là phải giữ lại Fireball cho con Ewip rồi. Giữ lại Fireball cho Ewip vì nếu mà cứ để nó hoặc là phải đem dường ra Fireball thì sẽ là cycle Fireball. Sẽ thủ trước trước khi công. Không thể công được trong turn tiếp theo được. Đúng rồi. Cẩn thận họ đổi hướng. Rồi, không đổi hướng rồi. Chúng ta có Tornado cơ mà, không sợ. Chúng ta có Tornado, chúng ta có một Fireball. Chúng ta có lợi thế hơn rất nhiều. Họ lại đã thu hút tiếp để lên lắp lực. Rồi. Chúng ta spam, ai spam mạnh hơn. Chúng ta có lợi thế hơn rất nhiều. Fireball của Mini Mika, chuẩn bị của Mini Mika ra. Tornado. Nó còn Mini Mika chưa ra cơ mà. Bắn một feed nữa đi. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá, đã có một lợi thế Eli rất nhiều. Con IC sẽ xử lý tốt con này thôi. Rồi. Ui, Skeleton. Nguy hiểm quá. Chúng ta có xem xử lý như nào đây. Run quá. Con IC bật đi. Ôi con IC. Quan trọng, không quan trọng, chúng ta sẽ có nhiều sự lợi thế hơn cho con này. IC đâu? Có một cái Barbarian rồi, xử lý một cái đàn nữa. Bết như thế này. Con Rồng xử lý con Ewit đi. Rồng xử lý, bắn đi. Nó bị reset mất rồi. Có Tornado không?
không dùng nguyên tắc Royale rồi, giữ lại Ronaldo cho con Fireball Cycle. Chúng ta có lợi thế hơn rất nhiều ở đây rồi, chúng ta cần phải ba cái Fireball nữa thôi, cứ thủ vào Fireball thôi, họ có phải chỉ combo cái kia rồi, cái động đất thôi. Còn IC sẽ chặn hết cái đám bít này, không quan trọng. Chúng ta đừng có để họ bao trụ được Royal Landing lên rồi. Rồi dây lên. Yo, hi bro, mắc liquid, hello. Fireball Minimica, một chém luôn. Hai cái Fireball nữa rồi. Chúng ta cần phải hai Fireball. Và chúng ta có lợi thế hơn rất nhiều rồi, ở đây rồi. Tôn Stone đâu? Tôn Stone đặt lên cao hơn một chút. Đúng rồi, Golem đến đây đặt được. Lệch. Zion lên đi. À, Earth Spammer lên rồi. Mình sẽ thắng rồi. Mình đi với cả tôi bố. Yo, Fireball. Legend vẫn là best, the best. Bắt đầu tình quá men. Đó là Legend, bắn súng à? Còn David vừa ra rồi. Nhưng mà không có lock. Có lock ở trong cái bài này thì vẫn dễ hơn. Đó, Legend thả quân rất hợp lý, đó là thả con best ở dưới mà không bị đam nào. Rất hợp lý luôn. Miner phải thủ thôi. Bên kia không có spell nên là ôi Flying Machine. Rồi hay quá. Bên kia Rascal đó rất khó để có thể thả Mikanai, có poison đây rồi. Phải giữ lại Mikanai để cho Royal Hawk. Khó để bên nào họ sẽ công bên nào đây? Mình sẽ lượt họ sẽ công hai bên. Phải giết được con Egwit và giết được con Flying Machine thì đó là xong rồi. Royal Hawk, họ sẽ công hai bên, đúng là như vậy. Bên trái, à bên phải. Tiếp tục. Ơi, Rascal họ lỗi kìa. Rascal họ lỗi kìa, công tất tay ổ Vecna. Ồ. Họ có những 5 thẻ bài nó xoay rất nhanh. Một mình Spear chặn được. Xem ai nhanh hơn nào. Xem ai nhanh hơn nào.
이번에 힘 있게 한번 공격적으로 하나 더 뽑아야 돼. 하나 더 뽑아야 돼. 하나 더 뽑아야 돼. 아, 여기서 돼지를 근데 이걸로 đúng là như mình dự đoán đó là dùng dùng Brian Hawk để làm tay. Đó là một cái bài đó. Ui, thôi xong rồi. Con Bendis, con Becca là sao nhanh thế nhỉ? Đây này. Kịp rồi. Có thủ tốt, có thủ tốt, có thủ tốt. Bây giờ nhiều họ không. À, xem lên giờ mình khỏe lắm anh em ơi. Đây là mình lên trật tự để chúng ta nghe thôi. Laptop này như nào đây? Bây giờ mình chúng ta sẽ thua. Mình chúng ta bị mất lợi thế về máu. Miner lên đi, bắt tay đi. Bắt tay, coi dần đâu. Miner lên đi. Rồi không? Bởi vì họ tính bằng máu. Họ tính máu, họ tính máu. Họ tính máu. Ở 1.200. Oh. 이게 도대체 몇? 와, 카운트 10인가요? 와, 정말.